Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn di chúc ở nước ngoài và di chúc ở nước Việt Nam. Số lần hôm qua tôi đi phiên dịch, tôi cũng có biết một số chút ít tiếng Anh, và người ta mời với vai trò là phiên dịch cho tiếng nước ngoài. Thì ông khách hàng là một người Canada. Thì sau khi mà phiên dịch thì về, tôi cảm thấy vui lắm, vì ít ra mình là luật sư Việt Nam mà mình có thể nói được cái tiếng của người bản xứ và dịch ra những cái quy định, mặc dù là về khả năng thì tôi nghĩ rằng là mình chỉ có thể là 80%. Và thông qua cái video này thì tôi muốn tặng cho các quý khán giả, những cái người anh chị em thương mến chương trình Dân ta phải biết luật ta, một cái luật nước ngoài và luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong cái báo Express có một cái tin mà tôi thấy hay, nó cũng liên quan tới luật, và tôi đem luật quốc tế đem để giải thích luật Việt Nam cho các bạn bè quốc tế. Triệu phú qua đời không để lại xu nào cho người vợ chung sống 42 năm. Winsford Hawks, triệu phú bất động sản ở Anh, cho rằng người bạn đời của mình dư giả về tài chính nên không cần thêm tiền của ông. Thật sự là di chúc là ý chí của người có tài sản để lại tài sản của mình sau khi chết. Vậy thì di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người có tài sản chết, quý vị và các bạn. Thì sau khi cái người đó chết thì cái tài sản để lại được gọi là di sản. Ông Winsford Hawks ở xứ Vale qua đời năm ngoái sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông để lại số tài sản là 2,7 triệu USD theo 7 News. Tuy nhiên trong di chúc, ông giao quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho hai người làm thuê là Calavans và Ergons Besnissa. Trong khi đó, người chung sống với ông chục năm là bà Jane Thompson, 79 tuổi, không được hưởng đồng nào. Bà Thompson và con trai là Dean đến sống trong một cái căn nhà lưu động tại trang trại Parkson Gate của ông Hawks vào những năm 1970, rồi nhanh chóng chuyển vào cùng nhà với ông chủ. Bà làm việc cho Hawks ở hai nơi mà không có lương, trong khi còn giúp chăm sóc mẹ của ông, sau đó chung sống vợ chồng với ông Hawks và chăm sóc ông cho đến khi ông dẫn đến sức khỏe suy kiệt. Tòa án cho hay ông Hawks đã làm 10 bản di chúc trước khi chết. Trong bản cuối cùng, ông nói rõ bà Thompson là dư giả về mặt tài chính và không cần thêm tiền của ông. Ông không muốn bà hay các con bà thừa kế bất cứ đồng nào. Thẩm phán Win Jaman cho hay bà Thompson thực tế chỉ có 4.500 USD tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng và buộc phải sống nhờ vào tiền trợ cấp tại một viện dưỡng lão. Ông Jama vừa phán quyết cho rằng ông Hope đã không làm tròn trách nhiệm với người bạn đời là bà Thompson được thừa hưởng một căn nhà nhỏ trên khuôn viên trang trại là 410.000 đô la. Bà cũng nhận thêm được 350.000 đô để tu sửa căn nhà, đảm bảo chi phí sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì? Chúng ta sẽ nghĩ đến một cái người mà đầu óc tay gối. Và thật sự cái vị tỷ phú này họ cũng có cái lý do khi họ không để lại tài sản cho người bạn đời của họ, vì họ có những cái lý do đặc biệt gì đó. Bây giờ mình quay lại vật Việt Nam. Nếu giả sử cái ông host ổng đang ở Việt Nam, ổng chết mà ổng để lại một cái tài sản là 2,7 triệu USD di chúc,
thì luật Việt Nam sẽ quy định như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, theo cái di chúc thì người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc sẽ là như thế này quý vị và các bạn ạ. Di chúc là ý chí của người để lại tài sản sau khi mất. Vậy thì khi ông có lập một cái di chúc cho một cái người nào khác không phải vợ của ông thì luật Việt Nam vẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bằng cách nào quý vị và các bạn? Có điều luật đó. Điều luật nói là gì? Những người sau đây vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Trong trường hợp họ không được hưởng di chúc, hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần ít hơn 2/3 suất đó, cái điều kiện đó là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng. Vậy thì theo quy định, nếu ông host này ổng đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam, ổng có khối tài sản là 2,7 triệu đô la, thì ổng để lại tổ chức cho một tổ chức thiện nguyện, thì bà vợ của ông ở Việt Nam sẽ khởi kiện đến tòa: tòa ơi, tôi là vợ của ông Hóp, và nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ được hưởng 2/3 khối tài sản này, còn 1/3 thì cho tổ chức thiện nguyện. Thưa quý vị và các bạn, tôi rất là thích ra một cái sân chơi quốc tế để từ đó mình có thể học hỏi thêm những cái ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Hoa, đồng thời mình cảm thấy mình có thể lượng sức được trong những cái trường hợp mà rất là hay, và mình sẽ hòa nhập với luật Việt Nam và luật quốc tế. Sắp tới thì tôi sẽ có một cái loạt những cái quy định luật đưa vào bằng tiếng Anh, luật Việt Nam đưa vào tiếng Anh để cho bạn bè quốc tế được xem. Hy vọng rằng là thông qua cái một cái cách đổi mới, thông qua cái bài báo về cái người vợ không được hưởng di chúc, thì chúng ta sẽ hiểu thêm, nếu đặt trường hợp người triệu phú này ở Việt Nam mà họ chết thì luật Việt Nam mình sẽ có những cái chế định như tôi đã nói, được hưởng 2/3 suất thừa kế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cho đến thời điểm này.